Vâng, em Ngọt chuyên mua và bán trao đổi tất cả dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng. Chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại và đồng hành với kênh mua bán của em trong ngày hôm nay nhé. Đến hiện đại lên thì ngày hôm nay em Ngọt tiếp tục đi báo giá cho quý vị khách hàng và con cô bác xem. Thực sự thì mấy ngày hôm nay cái lượng xe cửa hàng em về rất là nhiều, nhưng mà hôm qua em bận công việc cho nên là em cũng không quay báo giá được, nên mọi người thông cảm mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ đi báo giá cho mọi người xem những cái mẫu xe đang có ở cửa hàng bên em. Lượng xe thì phải lên đến tầm 150 đầu xe được mọi người. Thời điểm Tết thì nó tầm khoảng 100 con hoặc hơn tí thôi, nhưng mà mấy ngày tầm khoảng chục ngày nay thì cái lượng xe cửa hàng em về rất là nhiều và bán đi thì cũng rất là nhiều mọi người. Có ngày em bán tầm chục xe, có khi là bán được nhiều hơn nữa cơ ạ. Như điển hình ngày hôm qua, ngày hôm kia thì em về như là một chiếc xe Kia Forte 2012 tự động này, bản full này, Lacetti siêu phẩm bản SE 2010 full kịch đồ mọi người nhé, cũng như là Moling siêu phẩm 2015, mặc dù là dịch vụ nhưng mà zin từ mặt sàn cò này, hoặc là Eco Sport này, Avante 2016 này, Karen 2016 này, Cerato 2009 này, rồi như là Innova, Fortuner, Vios đấy, tóm lại là em về rất là nhiều luôn mọi người ạ. Nếu mọi người đang có nhu cầu về những chiếc xe cỏ tránh mưa tránh nắng như thế này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số hotline 0906034285 hoặc 0397265286 mọi người nhé. Mọi người xem thì nhớ like, đăng ký cũng là chia sẻ kênh giúp em ạ. Còn bây giờ thì em sẽ đi báo giá lần lượt để cho quý vị khách hàng chúng ta xem và chúng ta tham khảo. Vâng, như trước đầu tiên là chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2015, được trang bị động cơ máy 1.2 số sàn. Mặc dù dịch vụ nhưng mà xe phải nói là còn đẹp xuất sắc mọi người nhé. Nhiều khi những chiếc xe gia đình mà không được đẹp như chiếc xe này. Dịch vụ như màu trắng xịn nguyên bản, không đổi màu và đặc biệt là full đồ, đã được lên hệ thống la đăng lúc và 4 quả lốp thì còn rất là dày và mới đấy mọi người. Đây, đấy. Màn hình này, đặc biệt là cái bộ ghế da nguyên bản. Đây mọi người nhìn cái bộ ghế da này, 2015, bây giờ là 2024, 8 năm sử dụng rồi mọi người ạ. Mà xe phải nói còn quá đẹp, 9 năm cơ mọi người. Đấy, nếu mà tính đầu 2004 thì mới 8 năm thôi. Nhìn vô lăng của chiếc xe nó còn phải nói đẹp như thế này cơ mọi người. Cái này chưa phải khâu lại mọi người nhé. Nhiều con là đời cao 2018, em mua về xe taxi đó, nó phải khâu lại, kể cả gia đình cũng phải khâu cơ. Nhưng mà đây mọi người xem này, đây, nhìn cái này của nó này. Đấy, tắp ly của nó đây. Đấy, hệ thống bấm kính lên xuống này. Và quan trọng nhất đó là cái gì ạ? Máy móc của nó mọi người nhé. Cam kết cho mọi người là máy zin từ mặt dàn cò cơ mọi người. Đấy, mặt dàn cò còn chứ đường đó là ốc chân máy. Nhiều con thì thực sự là đời cao, nó còn ra cái mặt dàn cò cơ. Nhưng con này 2015 mà mặt dàn cò vẫn còn mọi người nhé. Tem cũng vẫn còn cơ mọi người ạ. Và giá cực kỳ yêu thương mọi người nhé. Chỉ có 172 triệu đồng thôi. Nói 200 thì chắc mọi người chạy mất dép, mọi người để bảo em là ngộ giá. Đấy, 172 triệu đồng thôi mọi người nhé, Morning 2015. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Daewoo Lacetti bản SE 2010. Xe thì mới qua 2 đời chủ thôi nhưng mà phải nói là còn rất đẹp mọi người nhé. Đây, nè mọi người này, đây, đấy. Hàng đẹp, hiếm có, khó tìm mọi người nhé. Lacetti 2010 nhập máy 1.6, keo chỉ zin 100%. Đấy, con này thì la đăng đúc này, màn hình này, rồi như là cam hành trình này. Và đặc biệt là chủ xe họ đã trang bị cái bộ loa Supass mọi người nhé. Đấy, một bộ loa Supass cho nên là nó nghe âm thanh nó rất là hay. Đấy, ghế thì ghế của nó đây mọi người, trần nỉ. Đây mọi người nhìn qua cái phần táp ly của nó này, kể cả vô lăng đây. Đấy, tóm lại là mấy ngày hôm nay em mua về là thực sự là con nào cũng đẹp mọi người, con nào cũng đẹp luôn và giá cũng rất là yêu thương, 169 triệu đồng full đồ rồi mọi người nhé. Đấy, một số con SE kia thì nó không chưa lên full đồ đâu, nhưng mà con này đã được lên full đồ. Đấy, lốp dép còn mới các mọi người ạ. Đăng kiểm thì do chủ của ta gia hạn cho nên là chốc nữa em sẽ đi đăng kiểm mới mọi người nhé. Đấy, chủ gia hạn nên là người ta vẫn đi lại, nhưng mà mọi người mua đương nhiên là em sẽ phải đăng kiểm mới rồi. Giá 169 triệu, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển. Còn đây là một chiếc xe Kia Forte mọi người nhé. Đấy, Forte bản full 2012 số tự động 1.6 biển Hải Phòng 15A63462. Và giá bán của con này thì chỉ có 295 triệu mọi người ạ. Vâng, kỷ lục của em là thực sự là rất là nhiều khách đến mua xe, nhưng mà nếu mà tính một người mà mua 5 con thì em chưa có trường hợp nào xảy ra như mọi người. Nhưng đã có rồi mọi người nhé, ngày hôm kia. Đấy,
một chú ở trên Phú Thọ, Vĩnh Phúc đấy. Đấy, mua một phát 5 con sự tự động với tầm tiền hơn 100, dưới 200 thôi. Mua về đóng về trường lái mọi người nhé. Ngày hôm nay em bán là Molin 2 con này, Gencha này, rồi là Formondel này, rồi I10. Đấy, toàn những cái dòng xe số tự động mà tầm tiền nó ít ít thôi. Đấy là bác em mua về là bác đóng trường lái. Như con này em bán rồi này. Đấy, một số con bán rồi là em dồn hết ở dưới đây mọi người ạ. Cửa hàng bên em thì là một trong những salon lớn nhất khu vực thành phố Hải Phòng. Rất là nhiều dòng xe mẫu mã chúng ta có thể tham khảo. Đây, những chiếc xe bán rồi em để gọn hết ở dưới đây mọi người ạ. Mọi người yên tâm nhé, xe bán rồi thì em sẽ để gọn gàng ở trong bãi, trong lán cho mọi người, chứ không phải là vứt lung tung mọi người nhé. Và tiếp tục đây, đấy, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao mới về 2-3 ngày nay thôi. Con này em đã lên sóng cho mọi người rồi đấy ạ. Ford Eco Sport được sản xuất năm 2014, số tự động mọi người nhé. Đấy, con này thì mang biển 98 Bắc Giang này. Ghế thì hôm trước là ghế nó hơi cũ nên em mới bảo ghế lại rồi để em quay lại trong cái phần nội thất. Quay phía đằng trước để bác có thể ngó qua xe. Đó, đằng trước đấy ạ. Cực đẹp luôn. Đấy, cái ghế thì em mới lại rồi đấy ạ. Đấy, giá thì con này là 315 triệu thôi. Đấy, 315 triệu. Em mới bảo ghế lại mọi người nhá. Ford Eco Sport 214 số tự động. Dưới đây là một chiếc xe mới về nữa mọi người ơi, Hyundai Avante được sản xuất năm 2016 mọi người nhé, số sàn, xe gia đình, mang biển Thái Bình, độ đèn bi rồi, một mẫu xe không dịch vụ, không taxi, phân khúc hạng C và với tầm tiền khá là ok mọi người nhé. Đây mọi người ạ. Sắp sửa em về một con Avante 215 nữa, tóm lại là em về rất là nhiều mọi người ạ. 215, đấy, rồi cơ cả 22 nữa cơ mọi người. Đây con này là 279 triệu thôi mọi người ạ. Hyundai Avante 214 mọi người nhé. À quên ạ, 216 xe gia đình. Đấy. Vâng, một chiếc xe Kia Cerato 209 con này. Thì nó là một chiếc xe bản thiếu. Nó không có cửa lóc mọi người. Nếu bản đủ thì giá nó phải ra được tổng khoảng 250. Đấy. Nhưng mà con này thì bản thiếu nên là giá nó đóng rất là rẻ không mọi người ạ. 239 triệu đồng thôi mọi người ơi. Bản đủ nó phải có cửa lóc. Đấy, nó có để lổ nhưng mà con này thì nó là bản thiếu nên là nó không có cửa lóc mọi người ạ. Chúng ta có thể phân biệt được. Và giá thành đương nhiên là sẽ phải rẻ hơn rồi. Đây, đấy. Một mẫu xe Cerato 209 bản thiếu mọi người nhá. Tiếp tục đây là một chiếc xe Karen. Karen em về hai con mọi người. Một con màu lông chuột. Đấy, và một con màu trắng này, con màu trắng này, biển Thanh Hóa này. Đấy, 216 mọi người nhá. Số sàn, động cơ 2.0. Giá bán của con này là 275 triệu đồng thôi mọi người, 275 279 thôi. Đấy. Karen 2.0. Với dòng xe Karen thì nó được đăng ký 7 chỗ. Cảm giác so với Innova là cảm giác nó hơi chật mọi người. Nhưng mà Karen thì nó có cái ưu điểm đó là cái gì ạ? Điều hòa auto rồi cũng như là cái gì? Hệ thống phanh đĩa 4 bánh mọi người nhé. Đấy, chúng ta phân biệt được với cái dòng xe Karen và Innova. Đấy. Còn ngoài đây thì những dòng xe 7 chỗ đấy mọi người, em có rất là nhiều 7 chỗ gầm cao, như là một cặp dây này đều là dây GL2005, một con biển 11, một con biển Thái Bình. Đấy, giá thì nó cũng chênh nhau một chút mọi người nhé. Con biển Thái Bình này thì giá hơi bướng một tí nhưng mà xe thì nó cũng còn đẹp mọi người ạ. Đây là giá em đang bán, nó sẽ dao động tầm khoảng 148 triệu mọi người nhé. Đấy, dây GL205. Đấy, con kia cũng vậy nhưng mà giá rẻ hơn có 110 mấy triệu thôi. Chứ cái giá rẻ thì không phải là xe lỗi liệt gì cả mọi người. Đấy, anh em mua được giá hợp lý thì nhiều khi bán hợp lý thôi. Đây, đấy. Vậy tại sao là nhiều khi cùng đời mà giá của nó cũng có chênh lệch một chút đó mọi người ạ. Đây, đấy. Con này giá rẻ hơn mọi người nhé, rẻ hơn con bên cạnh. Vâng, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao về cửa hàng em cũng khá lâu rồi và em đang trong quá trình cắt lỗ đây. CRV 2007 mọi người nhé, động cơ 2.0, giá em đang cắt lỗ còn 245 thôi. Đấy. Vâng, Innova được sản xuất là năm 2010. Đấy, mang biển là 30K00976 mọi người nhé. Đây là một chiếc xe Innova số tự động bản V mọi người. Đấy, bản V mọi người nhé. Giá bán của con này là 275 triệu rồi. Đây, đấy. 2010 tự động mọi người nhé. Đây, đấy.
Innova tự động thì em đang có hai con, một con 2010 này, một con 2014 mọi người ạ. 2014 là bản G. Đấy, con này 2010 bản V đây. Đây ạ, đây là một chiếc xe Nova 2014 này, đời cao hơn rồi. Đấy, bản G mọi người nhá. 385 triệu biển Hà Nội, máy zin keo chỉ zin. Một chiếc xe Innova bản G mang biển kiểm soát Thái Bình. Bản G thì thường thường là những dòng xe dịch vụ taxi ra mọi người nhá. Đấy, dịch vụ taxi ra. Thì với một chiếc xe bản G nó sẽ khác với bản E, đó là không có xí kính, không có gạt mưa. Nó đăng ký là R14 thôi và cân nặng của nó sẽ nhẹ hơn một chiếc xe bản E mọi người nhá. Giá thành đương nhiên phải rẻ hơn rồi. Bản G chỉ có 285 triệu đồng. Một chiếc xe Nova bản G 2010 này, dịch vụ và tư nhân rồi 215 triệu. Còn con biển Thái Bình này thì là một chiếc xe cũng là bản G. Đấy. Nhưng mà giá thành của nó thì cũng xem con kia. Đây mọi người xem này. Đấy, 209 mọi người nhé, 225. Con này thì biển Thái Bình đây. Đấy, biển Thái Bình mọi người nhé. Một chiếc xe Nova sản xuất năm 2013 bản E. Đặc biệt đây là một mẫu xe gia đình này, không dịch vụ, không taxi mọi người ạ. 296 triệu đồng mọi người nhá. Đấy, 296 triệu bản E, bản đủ lốp dép dày, cũng như là ghế mới, đăng kiểm dài, có màn hình Android xịn sò rồi. Karen 2016 thế này mọi người ơi. Đấy thì em để em bảo mọi người là em có hai chiếc xe Karen đấy ạ. Còn là 2016 động cơ 2.0, giá là 275. Đấy. Innova 2009 bản G, đây là một cái mẫu xe gia đình mọi người nhá. Tên công ty nhưng mà không phải là công ty taxi. Mọi người cứ nghĩ là tên công ty thì thường thường là công ty taxi mọi người ạ. Nhưng mà nhiều khi ví dụ là công ty trách nhiệm hữu hạn cái gì gì đấy chẳng hạn, hoặc là người ta chỉ chở sếp hoặc là nhân viên, người ta đi ra ngoài, đi ngân hàng hay là đi làm nó kia thôi, chứ không phải là những công ty taxi người. Nếu mà công ty taxi thì nó phải ghi rõ là dịch vụ taxi mọi người nhá. Thế đấy, chứ còn với con này thì là công ty gia đình. Đấy, giá thì em đang bán là 229 triệu, màu đen, biển Thanh Hóa ấy, mọi người nhá. Fortuner mọi người ạ, Fortuner 2013 tự động, máy 2.7 2 cầu, máy xăng, rút hồ sơ rồi, giá lên quanh tầm 405 triệu. Innova form mới 2016 bản E, con này thì có dịch vụ rồi mọi người nhá và rút hồ sơ rồi. Đấy, trước là màu xanh của đội, hiện tại thì nó là màu này. Và giá bán của con này thì cũng chỉ có 401 thôi. Đấy. Vios 2017 bản E biển Hải Dương mọi người nhé, 309 triệu. Avante được sản xuất năm 2013, mặc dù dịch vụ nhưng mà màu trắng xịn nguyên bản, không đổi màu mọi người nhé. Con này em đang bán với giá là 226 thôi. Daewoo Lachetti 2010 động cơ máy 1.6, giá bán là 165 triệu. Đấy, là đặc sắc nguyên bản. Còn bên cạnh đây là Cruy này. Đấy, Cruy thì nó đẳng cấp hơn mọi người nhé. Một chiếc xe Cruy 2010, động cơ của nó là 1.6 mọi người, mang biển 30A95799 ạ. Cruy thì nó là trước đây là dòng của Daewoo, nhưng mà đến 2010 đời chót rồi mọi người, bán thương hiệu dòng xe Charest rồi. Là cái dòng xe này thì nếu mà form dáng giống nhau, động cơ thì đời thấp nó cũng như nhau, số sàn như nhau, nhưng mà tự động thì nó sẽ là 1.8, nên đời cao là Cruy là 1.8 mọi người ạ. Con này thì nếu mà giá thành của một chiếc xe Cruy với La thì nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút, mặc dù là cùng đời mọi người nhé. La đăng đúc này, hệ thống túi khí ABS, màn hình cam lùi, cam hành trình, 275 triệu đồng cho mẫu xe này. Mazda 3 2013 tự động mọi người nhé, 2.0 cửa lóc đèn bi, 301 thôi. Và với chiếc xe Lachetti Việt sản xuất năm 2009, một chủ biển 89 Hưng Yên mọi người ạ. Con này thì em đang bán với giá loanh quanh tầm khoảng 125 triệu. Avante 2011 tự động 1.6 mọi người, cửa lóc điều hòa auto. Đấy, nội thất ghế da thì đẹp, biển Thanh Hóa, 275. Trên đây thì em còn rất là nhiều các dòng xe sedan mọi người. Đây ạ. Đấy. City hoặc là Vios hoặc là K3, Cerato, Avel, Soluto, đấy, Cruy, Vios, rất là nhiều mọi người nhá. Như với chiếc xe Vios sản xuất năm 2014 bản E này, tên tư nhân, biển Hải Phòng, 15K12863, với giá bán là 279 triệu và đang giảm xuống còn 265. Lốp dép mới, ghế mới, đăng kiểm tháng 11 và màn hình Android rất là xịn sò mọi người nhá.
Bên cạnh đây là một chiếc xe Kia Sorento được sản xuất năm 2020 bản thiếu số sàn 1.4 mọi người ạ. Một bộ xe gia đình không dịch vụ mọi người nhé. Tư nhân một chủ từ đầu luôn, máy zin keo chỉ zin 299 triệu. Cruise tự động 2015 này, biển 30A56674. Con này em đang bán với giá là 275 triệu mọi người nhé, phân khúc C. Rất đẹp. Vios 2014 bản thiếu máy 1.3. Con này thì có tên công ty taxi nhưng mà xe không khoan mọi người nhé, 242 triệu. Vâng, Kia Sorento được sản xuất năm 2016, số tự động mọi người nhé. Con này em đang bán với cái giá là 415 triệu này, biển Bắc Giang 98A20529 ạ. Tiếp tục đây là chiếc xe City 2016 tự động 1.5 mọi người nhé. Con này biển Hà Nội rút hồ sơ rồi, nên là mọi người sang tìm bấm biển cũng khá là nhanh. Giá là 365 này. Vina số sàn 2008 bản taxi ra con này. Em đang cắt lỗ xuống còn có 115 triệu thôi. Dưới đây là dàn xe em bán rồi mọi người. Đây, đấy. i10, Moling, Gentia, Ford Mondeo. Đây, chiếc xe em bán rồi, em để gọn hết ở trong đây rồi. Tiếp tục, đây là một chiếc xe thương hiệu của nước Mỹ. Đời cao, giá rẻ và tiền ít thịt nhiều đây mọi người ạ. Đấy, cực kỳ hợp lý cho mọi người. Nếu mà với tầm tiền chỉ có hơn 200 một tí thôi. Đấy, hơn 201 một tí thôi. Đây là chiếc xe Avell 2018. Một bộ xe gia đình không dịch vụ, không taxi mọi người nhá. Con này em đang bán với giá chỉ có 219 triệu 2018. Máy mới 1.4 Z-Test. Máy zin keo chỉ zin. Ghế nỉ. Màn hình cam lùi mọi người nhá. Daewoo Lachetti bản SE mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A90406 với giá bán của con này là 168 triệu 65 triệu đây mọi người nhé. Samsung SM3 sản xuất năm 2014 tự động 1.6, cửa lóc, phanh tay điện tử, điều hòa auto, đèn bi các kiểu và giá là 250. Rio số sàn mọi người 2015 đấy, máy 1.4 mọi người nhé. Con này thì nó có dịch vụ nhưng mà ra tên tư nhân rồi. Giá cũng rất là hợp lý, 239 rồi. Biển Hải Phòng màu trắng xịn mọi người nha. Đây ạ. Vâng, rất nhiều dòng xe mới về. Mọi người đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số hotline 0397265286 hoặc 0906034285. Mọi người quan tâm về chiếc xe gì thì có thể chụp lại màn hình điện thoại, kết bạn Zalo. Em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết để chúng ta có thể tham khảo mọi người nhé. Ở dưới đây thì là những dòng xe phân khúc hạng A, Moling i10, Gate hoặc là Spark. Con Moling này bán rồi này, dưới đây cũng bán rồi này, Vios này, Spark này, đấy. Rất là nhiều những chiếc xe bán rồi, em để gọn vào trong bãi. Với chiếc xe số tự động với tầm tiền hơn 200 một tí thôi. Mitsubishi Migare 2013 tự động 1.2, giá loanh quanh tầm 201. Đấy. i10 full đồ rồi mọi người ạ, 2015. Con này 2024 2015 để em xem một tí nào. Vì xe về nhiều quá mọi người ạ. 2015 động cơ máy của nó là 1.0 nhập ấn mọi người nhá. La đăng đúc, màn hình cam lùi, cam hành trình, xe thì cũng đã từng dịch vụ rồi và giá là 179. Con này i10 bán rồi này. Đây em đang làm thủ tục rút hồ sơ cho khách. Kia Moling 2016 cũng đã full đồ rồi mọi người ạ. La đăng phay, màn hình cam lùi, đặc biệt là rút hồ sơ rồi. Mọi người sang tìm bấm biển trong vòng một lốt nhạc rồi, không phải chờ đợi nữa mọi người nhé. Nhiều con xe rút hồ sơ phải đến nửa tháng, có khi một tháng cơ. Nhưng con này rút hồ sơ rồi nên là cũng có rất là nhiều ưu điểm để chúng ta không phải mất thời gian. Trong ngày có biển để chúng ta sử dụng luôn. Một chiếc xe Daewoo Matiz máy nổ còi kêu 4 bánh quay đều 2006, 55 triệu mọi người nhé. Đây, 55 triệu. i10 2015. Động cơ máy 1.0, con này cũng là bản thiếu taxi ra, 179 triệu. Moling nhập khẩu mọi người ạ. Được sản xuất vào năm 2011 mọi người nhé. Máy 1.0, la đăng đúc, tùy khí an toàn, 145, biển Hà Nội. Với chiếc xe Kia Moling 2018, biển 28 Hòa Bình mọi người ạ. Màu trắng xịn, tên tư nhân, 192. Với chiếc xe Moling nữa, đấy, bản Việt nhưng mà đẹp giống ngang với một chiếc xe bản nhập mọi người. Đấy, la đăng bông hoa mai, rồi là điện độ, đèn bi các kiểu. Rồi là cũng có màn hình cam hành trình rồi mọi người. Đăng kiểm cũng rất là dài.
giá thì chỉ có 119 triệu thôi. Còn đây là một chiếc xe Kia K3 này, mọi người. Đấy, Kia K3 số tự động mọi người nhé, 2016 tự động 1.6. Cái bản 1.6 thì nó sẽ khác bản 2.0, mỗi là nó không có ghế điện thôi. Đấy. Chứ còn đèn đi, đèn led rồi là cửa lock. Đấy. Vô lăng thích hợp, cảm biến trước, cảm biến đằng sau có đầy đủ hết mọi người. Con này thì em đang bán với giá là 370. Đấy. Veda số sàn 2010 form mới bản taxi ra 175 triệu mọi người nhé, biển Hà Nội. Kia Morning 2018 tự động bản C, đèn led, đèn bi, điều hòa auto, lăng phay, biển Quảng Ninh. Với giá bán của con này là 275 triệu mọi người nhé. Đấy, 275 triệu. Kia Morning 2018. Với chiếc xe Daewoo Gentra 2009 một chủ từ đầu, xe không dịch vụ, không taxi. Em đang bán với giá con này là 119 triệu thôi mọi người ạ. Đấy. Con này Morning mới về mọi người ơi. Đấy, một chiếc xe Morning màu vàng chói lọi biển Hải Phòng mọi người nhá. Để bao nhiêu, giá bao nhiêu anh Tiến này? 211 mọi người nhá, 185 triệu. Đấy. Là đang bông hoa mai này. Điều hòa auto mọi người nhá, số tự động zig zag mọi người. Đấy. 211 mọi người ạ. 185 màu vàng. Đấy, ai yêu thích màu vàng hoặc bệnh màu vàng thì tham khảo con này mọi người nhá. Đây, dàn lốp cũng còn đẹp này. Đó là ngày hôm nay em về rất là nhiều luôn mọi người ạ. Chụp đầu xe luôn. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Cerato bản full 2009 này, vì nó có cửa lock, điều hòa auto, đề lổ, 259 triệu. Một cặp Vios Limo 2009 và 2010. Con 2009 thì giá là 148-45, còn con này thì 2010 là 158 triệu. Hai con này thì đều đã lên đồ, đều được lên la đăng đúc rồi xi nhan chim gương, hệ thống gương cụp xe. Đấy, trần thì hai cái này đều là trần 3D và ghế thì đều là ghế mới, đăng kiểm thì cũng vẫn còn cả đấy mọi người nhá. Đấy thì vừa rồi em cũng đã tranh thủ đi báo giá cho mọi người xem những cái dòng xe đang có ở cửa hàng bên em. Cái lượng xe thì mọi người đếm sơ cũng phải tổng khoảng 150 rồi đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều dòng xe mẫu mã và cửa tiền thì thực sự cũng rất là rẻ. Mọi người đang có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em qua hai số hotline 0397265286 hoặc 0906034285. Mọi người xem nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em với ạ. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video như là clip tiếp theo ạ.